Cao ơi, Cao ơi, em muốn chụp hình. Thằng người yêu em nó cho em phiền, xấu xí nữa. Em muốn chụp một bộ hình phải thật sự là quyến rũ nè, thần thái nè, và phải lung linh nữa nha. Nope. Cho thằng người yêu em lé mắt, lé mắt, lé mắt, lé mắt.